Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món xôi viên tôm thịt. Với cách làm này sẽ cho ra viên xôi bên ngoài dẻo, bên trong thì dai, rất là ngon. Bây giờ mình mời các bạn cùng làm xôi viên với mình. Để làm xôi viên thì mình đã chuẩn bị sẵn 300g tôm. Mình đã lột bỏ vỏ nhé. 300g nếp, 500ml nước cốt dừa, 300g thịt ba chỉ, 100g củ cà rốt, 50g hành lá và một ít tỏi băm nhuyễn. Bây giờ mình bắt đầu đi ngâm nếp. Mình sẽ cho nếp vào thau và cho một ít nước vào để vo phần nếp cho sạch nhé. Mình vo cho sạch phần nếp luôn nha các bạn. Nếp đã vo sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần nước cốt dừa vào ngâm. Mình sẽ ngâm nếp 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Mình sẽ để ở đây ngâm. Bây giờ chúng ta đi xắt thịt nha các bạn. Mình sẽ xắt thịt ba chỉ ra. Xắt thành từng miếng nhỏ nha các bạn, không cần xắt nhỏ quá đâu. Mình xắt như vậy là để chút xíu mình bỏ vào cối xay cho nó dễ. Phần xương thì chúng ta cắt bỏ nha các bạn. Bây giờ mình đã xắt xong rồi, bây giờ mình cho vào dĩa. Tiếp theo mình sẽ cho phần thịt ba chỉ vào cối xay. Mình sẽ cho phần tôm vào luôn nha các bạn. Mình xay chung luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi xay. Sau khi xay xong thì cho vào một cái tô. Mình sẽ cho một ít muối, một ít bột ngọt và một muỗng đường, thêm một ít tiêu nữa. Mình sẽ trộn lại cho gia vị thấm vào thịt và tôm. Sau khi trộn cho gia vị thấm vào thịt và tôm rồi thì cho phần cà rốt, hành lá và tỏi băm nhuyễn vào luôn nha. Mình sẽ cho hết vào. Tiếp theo mình sẽ dùng tay để trộn cho phần cà rốt, hành lá, tỏi hòa quyện vào thịt luôn nha các bạn. Để giúp phần tôm và thịt dai, dẻo thì mình sẽ cho một muỗng bột năng vào để trộn chung nha các bạn. Mình sẽ cho một muỗng bột năng vào tôm và thịt. Mình tiếp tục trộn nha các bạn. Mình trộn cho bột năng đều vào thịt và tôm là được nha các bạn. Không cần trộn lâu quá. Như vậy là được rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi vo viên nha. Mình sẽ lấy một lượng thịt vừa đủ, mình vo thành viên tròn. Mình lắc lắc như vậy nè là thành viên tròn rồi đó các bạn. Rất là dễ luôn. Như vậy là mình đã được một viên rồi. Tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần thịt luôn nha các bạn. Phần thịt đã được vo viên xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với phần nếp khi nãy chúng ta ngâm nha. Mình sẽ đổ bỏ phần nước cốt dừa trong nếp nha các bạn. Đổ bỏ phần nước cốt dừa xong, mình sẽ cho nếp vào dĩa. Mình sẽ cho phần nếp vào dĩa hết luôn. Rồi dùng tay để chải cho phần nếp mỏng ra. Được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy thịt lăn vào nếp. Mình lăn nhẹ thôi nha các bạn. Mình lăn như vậy là được rồi. mình sẽ lấy một miếng lá chuối mình đã cắt sẵn này các bạn, mình cho viên thịt lên, sau đó mình sẽ cho vào xửng để hấp nha. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm hết phần thịt luôn nha các bạn. Thịt mình đã lăn nếp xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đem đi hấp nha các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại và hấp khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì nếp đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dỡ nắp ra để xem coi chín chưa nha. Wow, mùi rất thơm luôn đó các bạn. Nếp đã chín rồi, thịt cũng đã chín. Bây giờ mình sẽ gấp phần xôi viên ra nha các bạn. Mình sẽ gấp ra hết luôn. Xôi viên nhìn rất là đẹp luôn nè các bạn. Viên nào viên nấy tròn tròn, nhìn rất là dễ thương, ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Mùi rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn nè. Như vậy là mình đã gấp phần xôi viên xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một viên thử cho các bạn xem bên trong nhé. Và rất là ngon. Mình mời các bạn nha. Xôi thì dẻo, thịt thì dai, rất là ngon luôn đó các bạn. Và như vậy video làm xôi viên đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye!